Tại chân cầu Bến Tượng, khu vực cổng chợ Thái đã có đến hơn 10 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, cố tình đi ngang qua đường. Mặc dù tại vị trí này đã có vạch sơn kẻ đường liền báo hiệu các phương tiện không được lấn làn đi ngang qua. Đường ở bên từ chợ ra, nếu mà đi đúng đường là phải vòng về gầm cầu Bến Tượng, sau đó là ngược trở lại. Đi như thế thì người ta sẽ bất tiện và người ta sẽ đi đường tắt, sẽ đi sai luật và đi cắt ngang qua đường vạch kẻ liền. Và từ chân cầu xuống nhiều xe rất hay va chạm. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực nút giao chân cầu Bến Tượng với quốc lộ 1B, lực lượng chức năng đã tổ chức thực hiện hàng loạt các giải pháp như lắp đặt các biển báo, chỉ dẫn, sơn vạch kẻ liền, phân làn đường và kẻ sơn chỉ dẫn hướng đi một chiều tại hai bên đường dưới chân cầu cho các phương tiện. Song có một thực tế đáng buồn là chỉ cần vắng mặt lực lượng chức năng thì vi phạm lại tiếp tục tái diễn. Mọi người đang đi, người ta đi thẳng như này mà bây giờ người ta vòng như này, cái là sợ này người ta dẫn ra tai nạn. Mong muốn là tất cả những người tham gia giao thông mình hãy hiểu luật và chấp hành theo đúng luật an toàn giao thông và đi đúng phần đường của mình và làn đường của mình để tránh xảy ra những tai nạn không đáng tiếc. Để khắc phục tình trạng này, bên cạnh việc lực lượng chức năng cần tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi cố tình vi phạm, thì vấn đề căn cốt vẫn là nâng cao ý thức cũng như văn hóa ứng xử khi tham gia giao thông của một bộ phận người dân.